La principale forza del nostro armè reside nella morale, nell'esprit combattif di sonar e nel soutien illimité della popolazione. E poi, nella tecnica. Những chia sẻ ấy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được lịch sử minh chứng với những dấu ấn của ông trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1953, hơn 16.200 quân đã được thực dân Pháp huy động để xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Một pháo đài không thể công phá với mục đích nghiền nát bộ đội chủ lực của ta, hy vọng trong 18 tháng sẽ chuyển bại thành thắng. Lúc đầu khi họ đến đây thì mới chỉ là một điểm phòng vệ, chứ chưa phải là một doanh trại kiên cố. Tất nhiên chúng tôi có thể tấn công chớp nhoáng, nhưng càng ngày chúng tôi thấy rõ là họ đang củng cố doanh trại. Điều thêm quân đến, đào thêm chiến hào, nó trông như là một con nhím khủng khiếp. Và lúc đó tôi nhận ra là họ đang dùng chiến thuật tối tân nhất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Bộ Chính trị ra trọng trách làm Tổng Tư lệnh, trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Phương châm tác chiến ban đầu của ta là đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng, ngày 26 tháng 1 năm 1954, trước ngày nổ súng đánh Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Này quyết định hoãn cuộc tiến công, ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lùi quân như mệnh lệnh chiến đấu. Kế hoạch thay đổi phút chót, chiến thuật thay đổi linh hoạt, trận khai hỏa chiến dịch được chuyển sang ngày 13 tháng 3 năm 1954 với việc tấn công vào cứ điểm Him Lam. Đại tướng quyết định là đánh chắc tiến chắc, như thế là đánh dài hơn, chuẩn bị lâu hơn và gian khổ hơn, nhưng mà chắc thắng. Địch thì cho rằng đấy là một cái tập đoàn cứ điểm mạnh nhất, nhưng mà ta thì tính khác. Anh mạnh nhưng mà anh lại lọt vào trong một cái chỗ cô lập, là ta hoàn toàn bao vây, đột phá, tiêu diệt từng cụm một. Thì đánh cung kiên, đánh tập đoàn cứ điểm là phải thế. Ta làm một cả cái cung sự. Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, gắn liền với vai trò, trí tuệ và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến thắng này đã trở thành mốc son chói lọi, mở ra những nấc thang mới của lịch sử của dân tộc, tiến tới thống nhất nước nhà. Đáng tự hào với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vâng, thưa quý vị, dù được coi là một trong những danh tướng hàng đầu thế giới trong thế kỷ 20, tuy nhiên trong đời thường thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại hết sức giản dị. Sự dung dị của một vị đại tướng có lẽ khác xa với những gì mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng hình dung ban đầu về ông ạ. 40 năm cầm máy, đại tá nhà báo Trần Hồng đã có hơn 2.000 bức ảnh về vị tướng tài ba lỗi lạc. Hơn 2.000 bức ảnh cũng là chừng ấy những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lay động lòng người. Trong số đó, có một bức ảnh với tên tạm gọi Bữa cơm của hai vợ chồng đại tướng, được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng chụp với nhiều cảm xúc. Mỗi lần tôi ngắm lại bức ảnh ấy, tôi thực sự rất thương ông. Khi ấy, cuộc sống của tôi là cuộc sống của một trung tá soàng, nhưng mà cũng không đến nỗi đàm bạc như ông. Bữa ăn tôi thấy cứ đun đẩy, anh ăn đi, em ăn đi, cứ đun đẩy. Tôi chụp được mấy kiểu tự nhiên, cái tay mình nó trụ lại. Thân thái, nó thực lòng, nó thực lòng. Những cái biểu hiện gì của Võ Nguyên Giáp là biểu hiện từ nội tâm toàn ra. Một người chồng tận tụy tình cảm, một người cha chu đáo, một người ông hiền từ, một nghệ sĩ phiêu lãng. Mỗi khoảnh khắc đều chụp lại, giúp cảm nhận rõ thêm về sự giản dị trong cuộc sống đời thường của một vị tướng huyền thoại. Có lẽ chính bởi sự giản dị gần gũi mà cao cả như thế, nên người dân Việt Nam, dù ở thế hệ khác nhau, đều dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lòng kính yêu vô bờ bến.